Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Đức Tú. Thì hôm nay tiếp tục mình làm một video để mình chia sẻ cho các bạn những cái vấn đề gặp phải đối với các trường hợp mà chúng ta gặp nhà thầu không uy tín. Thì mình tin chắc đây cũng là những cái trường hợp mà có thể những khách hàng đã từng xây nhà rồi đã gặp phải. Thì mình cũng nhắc nhở, mình lưu ý cho những người mà lần đầu tiên xây nhà, thì nếu mà có gặp phải những trường hợp này thì mình cũng phải tránh nó ra. Đó. Thì cái trường hợp đầu tiên đó là các bạn ký hợp đồng xây dựng với những cái người, những cái đội thi công hoặc những cái công ty không rõ ràng, không uy tín, hoặc là cũng có rất là nhiều đội không có công ty rõ ràng nữa. Thì không có công ty rõ ràng thì các bạn sẽ không có cái điều gì đảm bảo cho các bạn về cái pháp lý, về cái pháp nhân. Đó, khi mà xảy ra những cái vấn đề về tranh chấp cũng như là về tai nạn cũng như là những cái vấn đề khác thì không có ai đứng ra xử lý cho các bạn hết, khi mà các bạn ký hợp đồng với một cái người mà không có công ty rõ ràng. Thì cái trường hợp thứ nhất đó là họ mượn pháp nhân của các công ty khác, họ đứng ra để họ xây dựng cái ngôi nhà cho bạn. Trường hợp thứ hai thì họ cũng có thể là lập được công ty đó, nhưng mà cái công ty đó cứ lập một thời gian thì đóng cửa, bởi vì họ dính những cái vụ bê bối nào đó, họ sẽ lập cái công ty khác. Thì các bạn cũng có thể coi vào cái thâm niên của công ty ấy, thì các bạn có thể đánh giá được là công ty này làm lâu chưa, thì có uy tín hay không. Những công ty mới thường là rất là các bạn cần phải tìm hiểu cho nó kỹ. Và cái thứ ba nữa là khi mà nhiều chủ nhà cũng gặp phải là khi mà nhà thầu họ ứng tiền xong ấy, thì họ thứ nhất là họ có thể bỏ chạy luôn đối với công ty nó không uy tín. Hoặc là cái thứ hai cũng có thể gặp phải là khi mà ứng tiền xong á, thì họ rất là ì ạch trong cái vấn đề mà triển khai thi công, họ rất là chậm chạp. Một số khi mà các bạn làm việc với các thầu địa phương không có rõ ràng, hoặc là người thân giới thiệu những cái người mà làm xây dựng á, không có rõ ràng, mà khi mà các bạn tìm hiểu nó không có kỹ thì rất là dễ xảy ra những cái vấn đề của cái trường hợp thứ nhất này. Đó. Nên các bạn cũng cần phải lưu ý khi mình xây nhà mình phải tìm hiểu cái pháp nhân của họ cho nó rõ ràng. Rồi, cái thứ hai nói về tiến độ thì tiến độ chậm trễ này thì cũng rất là nhiều người gặp phải. Thì cái này mình hay gặp ở các thầu địa phương ở các tỉnh á, thì những cái trường hợp mà thầu địa phương thì họ có thể là nhận nhiều công trình nhưng mà cái năng lực họ không có, thì họ lấy của công trình này, lấy thợ của công trình này đắp vào công trình kia làm, hoặc là mỗi công trình dàn trải một vài người thợ thôi. Thì cái tiến độ này nó chậm trễ nó rất là nhiều. Nên là mình gặp rất là nhiều trường hợp chủ nhà nó làm xây một cái ngôi nhà mà cả năm mới xong. Đó. Thì cái này các bạn cũng cần phải lưu ý. Thì khi mà các bạn tiến hành, các bạn làm việc với họ thì các bạn cũng cần phải làm việc về cái vấn đề về tiến độ. Bởi vì các bạn cũng biết rồi, đối với Sài Gòn, đối với thành phố Hồ Chí Minh này thì cái tiến độ nó rất là quan trọng. Bởi vì cái tiến độ nó sẽ ảnh hưởng tới giá cả, nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc công việc của chúng ta, nó cũng sẽ ảnh hưởng tới các cái chi phí khác của chúng ta, thuê nhà hoặc là những cái chi phí chúng ta giám sát hoặc là làm mọi thứ cho cái ngôi nhà của chúng ta. Nên là chúng ta cần phải lưu ý cái vấn đề về tiến độ. Đó, thì đối với một cái công ty mà rõ ràng thì họ luôn làm cho các bạn một cái tiến độ của từng thời điểm. Thì khi mà có cái tiến độ rõ ràng đó, nó cũng chính là cái tiến độ là các bạn thanh toán tiền ấy. Thì họ làm tới đâu thì các bạn thanh toán tiền tới đó. Thì nếu mà ra cái tiến độ như vậy thì các bạn bám sát cái tiến độ thì các bạn kiểm soát cái ngôi nhà nó rất là dễ. Đó là cái công ty bài bản họ hay có cái tiến độ đó. Thì khi mà hợp đồng với các bạn thì cũng có cái tiến độ thời gian hoàn thành rồi. Và cái này khi mà các bạn hợp đồng rõ ràng thì nó sẽ có cái ràng buộc cái khoảng thời gian đó. Nên là các bạn không có lo cái vấn đề mà bị chậm trễ về tiến độ. Thì nếu mà chậm trễ tiến độ thì họ sẽ có những cái cam kết và phạt tiến độ trong đó. Thì các bạn cũng sẽ là người được hưởng lợi nếu mà họ làm chậm trễ. Nên các bạn cần phải làm việc về cái vấn đề tiến độ này rất là rõ ràng cho mình. Đó. Cái thứ ba là cái mà khi mình gặp khách hàng thì khách hàng cũng rất là sợ cái trường hợp mà bán thầu. Ở đây mình giải thích rõ cho các bạn biết như thế nào gọi là bán thầu. Bán thầu là sao? Một công ty họ nhận cái xây dựng chọn gói cái nhà của bạn, nhưng mà họ lấy cái gói thầu đó họ bán cho cái công ty thứ hai, thì công ty thứ hai nhận lại gói thầu đó với một cái giá thấp hơn, và họ sẽ chịu trách nhiệm là được cái công ty đầu tiên giới thiệu đó là người của công ty chẳng hạn để mà thực hiện cái ngôi nhà đó, rồi chủ nhà sẽ làm việc toàn bộ với cái người đó, cái người bên dưới đó.
là cái người được nhận cái gói thầu mà bán lại đó, là họ sẽ thực hiện toàn bộ cái vấn cái việc đó. Đó. Thì cái trường hợp bán thầu này các bạn cũng cần phải lưu ý. Nếu mà các bạn tinh ý thì các bạn nhìn vô cái công ty và nhìn vô đội ngũ là các bạn có thể thấy được là họ sẽ là công ty nó như thế nào. Có rất là nhiều các công ty mà họ hay làm thương mại á, thì về kinh nghiệm thi công á, thì nó không có. Thì các bạn cũng coi là cái cách mà họ tương tác với làm việc với mình nó như thế nào. Thì đối với những cái công ty mà họ làm trực tiếp á, là cái đội ngũ của họ là những người kỹ sư, những người kiến trúc sư, những người giám đốc là quản lý cái công trình của các bạn á, là họ là người làm việc trực tiếp chứ không thông qua một ai khác. Thì đấy gọi là không bán thầu. Còn cái bán thầu thì như mình vừa nói đó, sẽ có một cái đơn vị thứ hai thay mặt cho công ty đó làm việc với các bạn, thì gọi là cái trường hợp đấy bán thầu. Thì mình giải thích rõ hơn. Đối với những cái công ty bây giờ, ví dụ như là họ làm chọn gói như thế, thì họ có nhiều các cái đội thầu phụ, gọi là đội thầu phụ, giống như là thạch cao, rồi đội đá, rồi đội sắt, rồi những cái đội sơn nước, những cái đội điện, những cái đội đấy. Thì họ làm thì họ hay có thể là họ trả công, hoặc họ có thể lãnh lại cái phần công đó họ làm. Thì đó là gọi là thi công một cái nhà thì cần có rất là nhiều đội. Bởi vì một công ty không thể nào mà họ có thể làm được tất cả mọi thứ trong cái công việc hoàn thiện đó. Đó, thì khi công ty đã báo giá thì trong cái mà báo giá đó nó đã bao gồm nhân công để lắp đặt những cái thạch cao đó, lắp đặt những cái lan can sắt đó, lắp đặt những cái đá đó, đã bao gồm hết rồi. Nên là khi mà rõ ràng như vậy thì nó sẽ không có phát sinh. Đó. Thì mình vừa giải thích cho các bạn là các cái trường hợp họ bán thầu. Rồi, cái thứ tư là làm sai cái cam kết trong hợp đồng. Thì cái này thì gặp cũng rất là nhiều. Thì cái này là chính xác, đó là cái cách làm việc của cái đội thi công, cái công ty đó với chủ nhà. Thì để chúng ta làm tốt những cái cam kết này thì các bạn cũng cần phải lưu ý. Thì cái trường hợp khách hàng sợ nhất là nói một đường làm một nẻo, có nghĩa là nói như thế này nhưng mà làm nó trái ngược lại hoàn toàn. Hoặc là khi mà làm á, chủ nhà khó kiểm soát được tiến độ, họ cứ làm rồi họ cuốn theo công việc á. Cái công việc này nó lỗi nhưng mà chưa xử lý đã làm cái công việc khác, thì nó lấp những cái lỗi đấy đi, và chủ nhà rất là khó kiểm soát đó. Và những cái vật tư cũng thế, trường hợp là vật tư ví dụ như là đưa về nó không có đúng chủng loại, nhưng mà họ cứ làm, nếu mà chủ nhà giám sát không có kỹ thì họ cứ làm tới thì nó sai những cái cam kết trong cái hợp đồng. Mặc dù trong hợp đồng họ ghi những cái chủng loại nó rất là đúng tiêu chuẩn, rất là chất lượng, nhưng mà khi mà họ mang về họ làm ấy, thì làm loại 2, loại 3, cái loại nó không có chất lượng, mặc dù nó cùng cái tên gọi đó. Nên là các bạn cũng cần phải lưu ý. Nên là khi mà mình đi làm việc với khách hàng của mình thì mình cũng gặp rất là nhiều cái trường hợp báo giá và so sánh giá cùng cái tên nhãn hiệu đó, nhưng mà cái chủng loại ấy, nó có loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 loại, nó có rất là nhiều loại. Còn chủ nhà lần đầu tiên làm nhà thì không có nắm rõ những cái vấn đề đó, nên là hay bị những cái này nó khóa lại, nên là chúng ta rất là khó trong cái quá trình làm việc đó. Ai khi mà xây nhà cũng muốn cái nhà của mình làm những cái đồ mà chất lượng nhất đó. Nên là đối với cái công ty của mình á, thì mình cam kết các cái vật liệu này đối với chủ nhà. Trường hợp thứ hai, nếu các cái hàng đấy hết á, thì mình sẽ phải làm việc lại để thông báo lại với chủ nhà đó. Còn những cái trường hợp mà nó có một số cái trường hợp nha, nó mang tính chất địa phương, ví dụ như là gạch cát đá đi, thì nó mang tính chất địa phương. Thì khi mà mình làm việc với chủ nhà, nếu mà cái loại mà nó không giống trong hợp đồng thì mình sẽ cùng với chủ nhà đi kiếm những cái vật tư mà nó tốt nhất trong cái khu vực đó để chủ nhà đồng ý, thì bắt đầu mình mới tiến hành mình làm. Thì như vậy sẽ được cái sự hài lòng của chủ nhà đó. Thì công ty mình đang làm như vậy đó. Thì khi mà làm các cái vật tư rõ ràng này, cũng có một cái nữa là khi các bạn làm thì các bạn phải trình mẫu để cho chủ nhà duyệt xong các bạn mới làm. Thì công ty mình hay làm như vậy để làm sao để tránh những cái gọi là những cái không vui với chủ nhà với mình do cái hiểu lầm, hoặc là các bạn làm các vật tư khác mà các bạn không có thông báo thì làm chủ nhà hiểu là các bạn đang làm sai hợp đồng thì họ cũng không có vui đó. Nên là các bạn cũng cần phải lưu ý cái vấn đề này. Thì rất là nhiều các cái công ty mà làm sai cái hợp đồng này, nên là mình cũng nói các bạn để các bạn lưu ý, các bạn làm việc cho nó rõ ràng về cái hợp đồng cũng như là cái thực tế thi công ở bên ngoài đó. Thì những cái công ty mà uy tín ấy, họ sẽ làm rất là đúng. Còn những công ty không uy tín ấy, vì cái giá nó rẻ hơn để họ lãnh được công trình, thì
họ sẽ có cách họ làm sai trong hợp đồng này, và chủ nhà rất là khó bắt được. Ví dụ như là các cái vật tư mà phụ mà làm thêm á, thì nó không có ghi rõ ràng trong hợp đồng này, thì họ có thể là họ làm nó không có đúng. Như vậy cũng rất là bất lợi cho chủ nhà, bởi vì bỏ tiền ra mà làm cái đồ nó không có được chất lượng đó. Còn cái thứ năm là cái báo giá nó không rõ ràng, thì cái này gặp cũng rất là nhiều. Báo giá không rõ ràng là sao? Đối với một cái ngôi nhà nó có rất nhiều các cái hạng mục của chúng ta cần phải làm rõ các cái chi tiết nó ra để đưa vào, để ráp cho cái nhà. Nhưng mà chính vì cái không có rõ ràng như thế này này, thì nó sẽ tạo ra cái xung đột giữa chủ nhà với bên thi công. Hoặc là chính cái không rõ ràng này nó sẽ góp phần làm cho cái công ty thi công đó họ báo giá những cái phát sinh mà trong cái hợp đồng nó không có ghi rõ. Nên là tất cả những cái thứ mà nó không rõ ràng thì họ khi mà ký hợp đồng rồi á, mà ứng tiền rồi, thì chủ nhà đã vô một cái luồng nữa rồi. Thì khi đấy thì họ sẽ báo những cái giá phát sinh lên, báo những cái giá phát sinh lên. Thì các bạn cũng cần phải lưu ý nắm rõ những cái này. Thì đối với cái công ty của mình á, thì mình hay làm cái dự toán nó chi tiết ra để chủ nhà đọc kỹ trước khi ký hợp đồng. Và tất cả những cái gì mà chủ nhà thắc mắc thì mình sẽ giải đáp cho chủ nhà. Thì mình luôn lưu ý là chủ nhà luôn phải hỏi một cái câu là ngoài bảng báo giá này thì những cái nào là cái phải phát sinh hay là hay phát sinh. Thì mình hay trả lời cho chủ nhà những cái hay phát sinh. Thì cái hay phát sinh đầu tiên thì mình cũng nói là những cái vấn đề về pháp lý, những vấn đề về thanh tra chính quyền địa phương, thì các bạn phải có thể là chi tiền nước nôi cho họ để cho cái công việc xây dựng chúng ta được dễ dàng. Đó là cái phí phát sinh. Cái phí phát sinh thứ hai đó là các bạn thay đổi thiết kế, có nghĩa là thay đổi thiết kế khác so với cái bản báo giá thì nó gọi là phát sinh. Hoặc là khi mà làm chúng ta có thể làm thêm các hạng mục mà trong bản báo giá không báo. Ví dụ những cái hay phát sinh, ví dụ như là các cái khung bảo vệ chẳng hạn, hoặc là ốp gạch tường chẳng hạn đó, hoặc là sơn trang trí chẳng hạn, những cái mà nó không có trong cái báo giá cơ bản, thì thường những cái thứ đấy là những thứ mà hay phát sinh. Hoặc là các bạn xây cái ngôi nhà mà các bạn chưa có xây cái ngoài cổng mà các bạn muốn làm thêm cái cổng, thì công ty sẽ báo giá cái phần đó cho các bạn, thì cái đấy mới gọi là cái phát sinh. Thì các bạn cũng cần phải làm rõ cái bảng báo giá này để tránh cái tình trạng phát sinh đó. Nên là các bạn cũng cần phải lưu ý, nếu mà các bạn lưu ý được hết 5 cái trường hợp mà các khách hàng hay xây nhà trước hay gặp phải, mà các bạn lưu ý được cái này, thì khi mà các bạn xây cái nhà cho các bạn thì các bạn sẽ chọn được một cái nhà thầu uy tín, và những cái trường hợp này các bạn sẽ tránh xa được hết đó. Khi các bạn tránh xa được thì chắc chắn khi các bạn xây cho mình xong cái ngôi nhà thì cái ngôi nhà đó sẽ là cái ngôi nhà hoàn hảo. Được cái ngôi nhà đó sẽ là cái ngôi nhà gọi là các bạn xây với đúng cái kinh phí của các bạn, nó không bị phát sinh. Và tiếp tục là khi mà các bạn xây với những cái công ty uy tín, các bạn sẽ được bảo hành, thì họ sẽ có những cam kết bảo hành cho các bạn. Ví dụ như là công ty mình bảo hành cái cam kết kết cấu là 10 năm chẳng hạn, trong tấm 2 năm, hoàn thiện 1 năm, thì đó là cái cam kết công ty mình. Nhưng mà mỗi một công ty nó sẽ có những cái chính sách khác nhau cho khách hàng, thì các bạn cũng dựa vào đó mà các bạn lựa chọn cho mình được một cái công ty uy tín và phù hợp nhất với các bạn đó. Mình chia sẻ vậy thôi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì các bạn cứ comment bên dưới, thì mình sẽ trả lời cho các bạn. Chào các bạn.